Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Hồng Phúc Mobile nha. Bên em chuyên mua bán, giao lưu, trao đổi tất cả các loại smartphone cũ đã qua sử dụng nha anh em. Thì bên em bán hàng có hai hình thức. Anh em ở Sài Gòn có thể ghé trực tiếp shop em để giao lưu nha. Địa chỉ thì em có chạy trên màn hình đây. Số nhà 80/97B, đường Trần Quang Diệu, phường 14, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Anh em ở xa không đến được trực tiếp thì bên em có hỗ trợ ship COD toàn quốc cho anh em. Nhận hàng kiểm tra đúng như clip em miêu tả thì anh em mới thanh toán nha. Thanh toán tại nhà rất là tiện lợi và bên em sẽ miễn phí ship cho anh em. Chế độ bảo hành của bên em là 3 tháng cả phần cứng lẫn phần mềm. Riêng phần màn hình thì bao test cảm ứng cho anh em là 3 tháng và phần hiển thị màn hình thì bao cho anh em 7 ngày kể từ khi anh em nhận máy và bên em sẽ không bảo hành khi màn hình xuất hiện sọc, đốm, nứt kính và mất hiển thị. Và đây là hai số điện thoại để anh em gọi chốt hàng 0818 60 60 60 và số thứ hai cũng là số Zalo và số tài khoản ngân hàng luôn anh em. 0902 060 151, ngân hàng VP Bank Việt Nam Thịnh Vượng, chủ tài khoản là Hồng Minh Khôi nha. Đây là số tài khoản duy nhất của Hồng Phúc Mobile. Mọi số tài khoản khác thì không phải là bên em, cho nên anh em lưu ý khi chuyển khoản ship COD nha. Ngoài ra, anh em nào có nhu cầu muốn mua trả góp thì bên em có hỗ trợ cho anh em góp thông qua căn cước công dân, thủ tục rất là dễ dàng và nhanh chóng. Chỉ cần anh em ghé trực tiếp shop em và đem theo căn cước công dân là anh em đã lên hồ sơ được. Không thẩm định tài chính và không gọi người thân luôn nha anh em. Còn những anh em xài thẻ tín dụng thì bên em sẽ hỗ trợ cho anh em quẹt thẻ thông qua máy MBOX trực tiếp hoặc là online cũng được nha. Ở xa thì em sẽ gửi đường link của máy MBOX qua cho anh em. Rồi anh em điền thông tin quẹt thẻ thành công thì em sẽ miễn phí ship đến tận nhà. Kiểm tra hàng rồi anh em mới nhận máy nha. Đôi điều về cái thông tin liên lạc cũng như là chế độ bảo hành, chương trình trả góp và miễn phí ship toàn quốc cho anh em. Mỗi ngày thì Hồng Phúc Mobile đều có lên một clip để phục vụ anh em những mẫu máy smartphone bên em hiện có nha. Anh em nào có đam mê công nghệ mà xem được clip này thì nhấn lại một ít thời gian để cho em xin một like và một follow đăng ký kênh để báo giá cho anh em được nhanh chóng nha. Đầu clip ngày hôm nay thì em sẽ lên cho anh em những dòng máy iPhone bên em hiện có. Sau đó thì em sẽ lên cho anh em full dòng Samsung. Nó anh em nào có muốn mua Samsung thì có thể tua qua đoạn đầu để mình xem cho được nhanh chóng nha anh em. Cây đầu tiên thì em lên một cây iPhone 11 Pro Max. Cây này thì em thu lại của khách lên đời nè anh em. Đó, màu xanh green. Ngoại hình thì kính đẹp, lưng đẹp và sườn thì nó có bị lâm dâm lấm tấm như thế này. Nói chung đây là một con máy cũ đã qua sử dụng, nó sườn chỉ có nhâm thôi nha anh em, chứ không có bị cấn, không có bị mớp gì hết. Đánh giá thì tầm khoảng 97%, nó chỉ nhâm 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 sườn như thế này. Còn kính thì em đã lột cường lực ra, đây kiểm tra cho anh em xem nè. Kính không có bị trầy và lưng thì đẹp nha anh em. 64GB, con này thì pin đã được thay new 100% rồi. Mức giá em bán con này là 7.700.000 nha anh em. Đó, 11 Pro Max phiên bản LLA quốc tế Mỹ 64GB. Mình có thể dùng được hai SIM luôn nha. Một SIM vật lý và một eSIM. Đó, pin mới 100%, đầy đủ có phần trăm pin trong phần cài đặt bình thường nha anh em. Con này thì em bán chỉ có 7.700.000 thôi. Đó, 11 Pro Max 64GB nha anh em. Còn anh em muốn xài bộ nhớ khủng long 512 thì em còn được đúng một cây iPhone XS Max 512GB, pin thì cũng đã được thay new 100%. Con này thì không có chu tông và màn hình nó bị xước một chút đỉnh. Ngoại hình thì còn ổn anh em ơi, trên 98% nha. Ở đây, em quay cho anh em xem nè, hơi nhâm siêu nhẹ, chấm chấm nhẹ sườn thôi, không có bị cấn, không có bị mớp gì hết. Màn hình thì nó bị trầy đây nè, nó trầy một đường. Cái này thì anh em mua em sẽ dán cho anh em cường lực để che khuyết điểm nha. Rồi, chỉ có vậy thôi. 6.000.000 đồng cho con XS Max 512GB nha. Tiếp theo em lên một cặp siêu phẩm iPhone SE 2020. Ngoại hình nhỏ gọn của iPhone 8, cấu hình thì của con 11 Pro Max nha anh em. Em về được hai màu thôi, màu đen và màu trắng. Ngoại hình thì quá đẹp theo thời gian anh em ơi, 99% chuẩn luôn nha. Đây là những con máy mà nguyên zin 100%, thậm chí là pin cũng là pin zin luôn nha anh em. Đó, pin thì anh em có thể chọn thoải mái, pin 86 nè. Và pin đen thì màu đen thì 97%. Cặp này thì em lên cho anh em đồng giá 3.550.000. Anh em có thể dùng được hai SIM luôn, một SIM vật lý và một eSIM. Bộ nhớ trong là 64GB. Đó, iPhone SE 2020 hoặc là anh em có thể là SE 2 cũng được nha anh em. 3.550.000 cho một con máy nhỏ gọn, cấu hình siêu mạnh mẽ luôn anh em. Tiếp theo em sẽ lên cho anh em dòng siêu phẩm iPhone X năm xưa. Đó, lúc mới ra mắt thì mẫu iPhone X này thì cực kỳ là hot luôn anh em. Em có hai phiên bản 64GB và 256 nha anh em. Em bán lần lượt với giá là 3.900.000 và 4.400.000. Toàn bộ là pin cao hết nha, pin 94, 95 và pin new.
100%. Đây là những cục pin mà đã thay rồi nha anh em. Ngoại hình thì còn khá là ổn luôn, màu đen thì 98%. Đó, sườn nhâm nhâm, còn màu trắng thì đẹp gần như là 99. Đó, màu silver này anh em có thể đánh bóng sườn để xóa vết trầy thì khi nọ là thoải mái luôn nha anh em. Đó, 64GB và 256. Em bán với giá là 3,9 triệu và 4,4 triệu nha anh em. Đó, anh em muốn bộ nhớ nào thì chụp lại màn hình và gửi vào Zalo giúp em. Bên em bán thì bảo hành 3 tháng, bao anh em màng zin men zin. Đó, pin thì có thay, em đã báo rất chính xác cho anh em luôn. Miễn phí ship toàn quốc nha anh em. Đó, tặng thêm sạc cáp 20W để anh em thoải mái xài. Tiếp theo em sẽ lên cho anh em dòng iPhone 13 với hai phiên bản bộ nhớ 128 và 256GB. Cây màu đen này thì ngoại hình đẹp 99% và pin zin cao 90% nha anh em. Em lên với giá là 9,900K. iPhone 13 thường bộ nhớ 128GB. Đó, con này là bản quốc tế Canada, xách tay đem về anh em. Ngoại hình thì quá đẹp luôn, 99%. Pin này là pin zin nha máy nha, chứ không phải là pin thay anh em. 90% xài thì cũng khá là trâu bò. iPhone 13 thường, mã của nó là VCA, là mã Canada nha. 128GB, một SIM vật lý và một eSIM. Đó, đầy đủ mọi chức năng. Đẹp 99, rất đẹp luôn em. 9,900K nha. Còn anh em muốn xài cái bộ nhớ 256 thì hôm nay em bán chỉ còn có 10,700K thôi nè. Đó, em có được 3 màu nè, màu đen, màu đỏ và màu xanh. Pin zin nha anh em, 88 nè, 87 và 86%. Đó, anh em muốn chọn màu nào, pin nào thì chụp lại màn hình, gửi vào Zalo giúp em. Ngoại hình của lô này thì tầm khoảng 98%. Đó, sườn nó có hơi lâm dâm nhẹ theo thời gian. Không có bị cấn, không có bị mớp nha anh em. Đó, sườn lâm dâm lắm chấm nhẹ nhẹ thôi. Chuẩn zin. Đó, con này thì nguyên zin nguyên cây luôn em, màng zin, men zin và vỏ zin, thậm chí là pin zin luôn. Ngoại hình đẹp 98% nha, dùng được 2 SIM. 10,700,000 cho con iPhone 13 bộ nhớ 256GB nha em. Tiếp theo em sẽ lên cho anh em dòng iPhone 13 và 13 Pro Max. Em review trước cho anh em một cây iPhone 13 Pro, con này thì màu xanh blue Sierra, phiên bản quốc tế Mỹ, có anten 5G. Ngoại hình đẹp gần như là 99%. Đó, rất là đẹp luôn nha anh em. Đó, màn đẹp nè, lưng đẹp và sườn đẹp. Những con máy này thì kiểm tra rất là kỹ luôn nè. Pin zin cao 89% nha. Em ghi có 87 thôi, em ghi nhầm anh em. Pin 89. Đây là cục pin zin máy chứ không phải là pin thay nha. Bản LLA quốc tế Mỹ, 128GB, dùng được một SIM vật lý và một eSIM. Dòng 13 Pro và 13 Pro Max thì em sẽ hỗ trợ cho anh em fit màn hình xanh trắng chọn đời máy, cho nên anh em tuyệt đối yên tâm dùng nha. Con này thì nhỏ gọn, màn hình tần số quét 120Hz, rất là mượt mà luôn em, màu xanh rất đẹp. 12,800K cho con iPhone 13 Pro nha. Tiếp theo em sẽ lên cho anh em một cặp 13 Pro Max với mức giá thì khá là tốt luôn em, 12,9 triệu và 14,900K. Đó, với mức giá thì trên nhau 2 triệu đồng. Em sẽ review trước cho anh em một cây màu gold, vì sao nó có giá 14,9 triệu. Đó, ngoại hình thì nguyên zin 100%, đẹp 99%. Pin thì zin 88%. Đó, đây là cục pin zin máy, xài gần như là cả ngày thoải mái luôn em, rất là trâu bò đối với dòng 13 Pro Max nha. Phiên bản LLA quốc tế Mỹ, 128GB, một SIM vật lý và một eSIM. Em nói nhầm, con này là bản VNA, hàng chính hãng Việt Nam nha anh em. Tần số quét rất là mượt mà. Đó, anh em xài thoải mái, lỡ như sau này mà xanh màn hình hoặc trắng màn hình, chỉ cần anh em ghé trực tiếp bên em để fit, ngồi chờ lấy luôn nha. 14,9 triệu cho một con máy màu gold siêu đẹp nha anh em. Còn cây xanh blue này thì em chỉ có 12,900K thôi. Con này thì giá gần như là con iPhone 12 Pro Max thôi anh em, mà anh em đã xài được con 13 Pro Max nha. Ngoại hình thì còn khá đẹp, đây lưng đẹp, sườn đẹp, và cái màn hình thì nó có bị xước nha anh em. Nó xước hai đường ở đây, nhưng mà đã dán cường lực đẹp rồi. Anh em về chỉ cần xài thôi. Đó, bên em bán thì luôn luôn báo chính xác để anh em yên tâm về vấn đề tình trạng và ngoại hình. Con này cũng là bản Việt Nam VNA luôn em. Đây, hàng VNA. Tình trạng con này là đã được thay pin mới 100%. Không sàn cổ, cho nên nó báo là linh kiện không xác định trong phần cài đặt. Cắm ba ô tôn thì vẫn đủ 100% và sạc mới có 21 lần thôi anh em. Bộ nhớ 128GB, một SIM vật lý và một eSIM. Đó, do là cây này em bán ra cho khách và em mới vừa thu lại, cho nên mức giá cực kỳ là tốt luôn em. Đó, con này cũng là máy bên em bán ra nha. Em sẽ tặng thêm cho anh em một cái box kèm theo.
Mức giá thì rẻ hơn con màu gold đúng 2 triệu đồng luôn, chỉ có 12 triệu 900k thôi nha anh em. Đó, 12 triệu 900, iPhone 13 Pro Max màu blue nha. Em chỉ có đúng một cây thôi. Anh em chốt thì chụp lại màn hình, gửi vào Zalo giúp em nha. Rồi, tiếp theo thì em sẽ lên cho anh em những dòng máy Samsung và Android. Đây là con Samsung Galaxy Z Fold Z Flip 4 anh em. Con này thì có box zin kèm theo máy. Đây cũng là một con máy bên em bán ra. Khách xài chắc cũng được khoảng 7 tháng hơn. Mua từ hồi tháng 2. Và hôm nay khách lên con Z Flip 5. Cho nên em mới vừa thu lại để anh em. Ngoại hình thì đẹp 98 trên 98%. Đó, gần như là 99 luôn. Sườn chỉ nó có bị chấm một hai chấm mà sườn không đáng kể anh em. Đây, kính thì đẹp keng. Và lưng cũng đẹp luôn. Phiên bản chính hãng Việt Nam màu đen có box zin. Em lên với giá là 6 triệu 200k nha anh em. Đó, giá chỉ có 6 triệu 2 thôi. Đó, em mới vừa reset để xóa dữ liệu. Thì khi anh em mua em sẽ update thẳng vào cho anh em. Hoặc là em để về, để anh em về tự update nha. Cấu hình của con Z Flip 4 này như sau. Có 5G, màn hình tần số quét cao 120Hz. RAM sẽ là 8GB và bộ nhớ trong là 128. Cấu hình của con này thì cực kỳ mạnh luôn em. Chạy chip ROG Snapdragon 8 Gen 1, bản Việt Nam cho nên sẽ có ghi âm cuộc gọi và có thể dùng được hai SIM luôn em, một SIM vật lý và một eSIM. Ngoài đây có một cái màn hình nhỏ nữa nha, có nghĩa là con này xài hai màn hình. Samsung Galaxy Z Flip 4 phiên bản lắp gập của Samsung. Mức giá em bán 728 thì 6 triệu 200k nha anh em. Đó, rất là đẹp luôn, 6 triệu 2. Còn anh em muốn xài bộ nhớ cao hơn thì em có một cây. Em cũng còn được một cây cũng là hàng Việt Nam, 256GB nhưng mà là màu vàng gold. Ngoại hình thì cũng tương tự như con màu đen vừa rồi. Đó, nhưng mà con này thì nó không có box zin kèm theo máy thôi, chỉ có máy. RAM 8, bộ nhớ 256GB nha anh em. 6.800k, đó mắc hơn có 600.000 thôi. Anh em chọn màu nào và bộ nhớ nào thì chụp lại màn hình, gửi vào Zalo giúp em nha. Cùng mức giá 8.500 thì em còn được một cây S21 Ultra phiên bản Việt Nam. Con này thì cái lưng này đang dán miếng lưng rồi nha anh em, và cả dán màn hình luôn. Đó, được đầu tư nguyên cây rồi, anh em về chỉ cần gắn SIM là xài thôi. Ngoại hình thì tầm khoảng 98%, sườn nhâm và chốc sơn nhẹ xíu xiu ở mép như thế này. Đó, không có bị cấn, không có bị mớp nha anh em. Bản Việt Nam thì dùng được hai SIM vật lý, RAM 12GB, bộ nhớ 128, có ghi âm nha. 8.500. Tiếp theo em sẽ lên một cặp Việt Nam nữa để anh em xài cho nó hai SIM, cho nó tiện lợi. Đó là một cặp S21 Plus và S20 Ultra. Cặp này thì hai SIM vật lý, rất là tiện luôn em ơi. Em review trước cho anh em cây màu tím S21 Plus Việt Nam. Ngoại hình đẹp nha, 99%. Con này thì hai SIM vật lý, RAM 8GB, bộ nhớ 128. Pin thì 4800mAh, rất là châu bò. 6.500k nha anh em. Camera con này rất đẹp, zoom xa 30x nha. Còn cây S20 Ultra thì cũng là hàng Việt Nam. Con này thì camera nó khủng hơn, zoom xa lên đến 100x anh em. Ngoại hình thì cũng tương tự như con vừa rồi, đẹp tầm khoảng 98-99%. Đó, sườn chỉ có lâm dâm nhẹ theo thời gian thôi, không có bị cấn, không có bị mấp. Màn hình đẹp, tần số quét 120Hz, hiển thị 2K cộng luôn em ơi. Có ghi âm cuộc gọi nha. Đó, cấu hình thì cũng rất cao, 12GB RAM và 128GB bộ nhớ. Dùng được hai SIM vật lý, pin siêu bò, siêu trâu bò luôn em, 5000mAh. Đó, có ghi âm cuộc gọi, anh em thoải mái yên tâm dùng. Em về chỉ được đúng một cây thôi. Dòng này thì hiện tại đang rất là ít hàng trên thị trường nha anh em. 6.500.000 cho bản Việt Nam S20 Ultra nha. Còn cây A34 256GB này thì em lên với giá là 4.600k. Con này cũng là hàng Việt Nam và ngoại hình đẹp xuất sắc luôn em ơi, 99%. Hai SIM vật lý nha, RAM 8GB và bộ nhớ là 256. Tần số quét rất là cao, 120Hz. Pin châu bò, 5000mAh nha anh em. Đó, 4.600.000 cho con A34 5G nha. Tiếp tục em giới thiệu hàng Việt Nam nữa cho anh em. Đó là dòng S21 FE. Đó, em có rất là nhiều màu luôn. Đó, màu xanh nè, màu trắng, màu tím và màu đen. Em sẽ review trước cho anh em một con máy bộ nhớ 256GB trước. Đây, S21 FE, hai SIM vật lý, RAM 8, bộ nhớ 256GB. Con này thì đã được thay màn new khung hãng cho nên anh em tuyệt đối yên tâm dùng. 6.100.000 nha. Cấu hình thì cũng khá là ok, RAM 8GB, bộ nhớ 256 nha anh em. Pin 4500,
và màn hình con này thì vừa đủ xài, không to mà không nhỏ, 6,5 inch. Tần số quét thì đương nhiên là 120Hz. Bản 256 em lên 6.100.000. Còn bản 128GB máy đẹp keng 99% thì em sẽ bán với giá là 5.600.000. Đó, RAM 8GB và bộ nhớ trong là 128 nha anh em. Cái lô này thì em về phải nói là quá là đẹp luôn anh em ơi. Đủ màu để cho anh em dễ lựa chọn luôn nha. Đó, màu xanh, màu đen, màu tím và màu trắng. Sau đây là cái ngoại hình của cái lô này. Không điểm nào để chê luôn anh em, thậm chí có những cây mà còn cả siêu viền luôn nha. Ở những cây mà siêu viền như thế này, đó là màn hình niêu khung nha anh em. Vẫn đảm bảo cho anh em là màn zin, men zin và vỏ zin. Đó, ngoại hình của lô này thì không có điểm nào để chê luôn anh em, rất là đẹp nha. Chỉ cần anh em lựa màu thì em ship đến tận nhà. Anh em nhìn máy là bảo đảm nhận hàng thôi. RAM 8 bộ nhớ là 128GB nha anh em. 5.600.000. Đó, em có rất là nhiều màu luôn. Anh em chọn màu nào thì chụp lại màn hình và gửi vào Zalo giúp em nha. Còn thấp hơn một tí thì cái bản RAM 6 bộ nhớ 128GB em bán rẻ hơn, hơn 1 triệu đồng, 4.600.000. Đó, ngoại hình của con này thì cũng quá nét luôn anh em ơi, đẹp play new luôn. Con này thì cũng đã được thay màn new khung hãng, cho nên anh em tuyệt đối yên tâm sử dụng. Đó, màn hình new cho nên không có gì để review rồi. Xài cực kỳ là bền bỉ theo thời gian. Đó, con này RAM 6GB nha anh em. Cho nên mức giá thì cũng khá là hợp lý để anh em trải nghiệm. Hai sim vật lý, RAM 6 bộ nhớ 128GB, 4.600.000 nha. Rồi tiếp theo thì em sẽ lên cho anh em dòng anh em để anh em chữa cháy. Đó là dòng Samsung Galaxy M53 và M33. Đây là những con máy mà được xách tay trực tiếp từ Hàn Quốc về. Với viên pin dung lượng khủng 5000mAh, cực kỳ là châu bò. Anh em xài 1-2 ngày vô tư thoải mái luôn nha. Tần số quét của dòng này thì là 120Hz. Rất là khủng long. Đó, M53 thì em sẽ bán với giá là 4 triệu đồng. Chẳng 4 triệu nha anh em. Con này thì em ghi lâu rồi. Em về cái lô này rất là nhiều luôn em, cho nên em bán gần lần cũng hết rồi, còn một vài cây thôi. RAM 8GB, bộ nhớ là 128. Con này thì ngoại hình phải nói là siêu mỏng luôn em ơi, rất là mỏng manh, nhưng mà viên pin của nó lên đến 5000mAh nha. Tần số quét cao 4 triệu đồng cho Samsung M53 với 4 camera sau cực kỳ đẹp và sắc nét. Còn M33 RAM 6 bộ nhớ 128 thì em sẽ bán là 3 triệu đồng thôi. Đây là những con máy mà cực kỳ là bền bỉ. Màn hình tần số quét 120Hz siêu mượt mà, pin 5000. Con này thì chỉ dùng được có một sim thôi nè, và vẫn có chức năng ghi âm cuộc gọi luôn nha. Đó, con này thì nó vẫn còn trang bị thêm cái jack cắm tai nghe 3.5. Anh em thoải mái sử dụng cái tai nghe đời cũ nha. Còn bản M53 thì anh em phải xài cái tai nghe TC, không có chỗ jack cắm nha anh em. 3 triệu đồng cho M33 5G phiên bản chính hãng Việt Nam nha. Tiếp theo em sẽ review cho anh em một con máy cực kỳ là bền bỉ và pin siêu trâu bò. Em về được một lô khá là nhiều anh em. Đó là dòng Redmi Note 11 Pro. Đây là những con máy phiên bản chính hãng Việt Nam. Dùng được hai sim vật lý, có sẵn Google và tiếng Việt đầy đủ nha anh em. RAM 8GB và bộ nhớ trong là 128. Con này thì có bốc sim kèm theo máy và thêm một cái nữa là sạc cáp sim 67W sạc siêu nhanh. Đó, đây là những cục sạc mà chưa từng sử dụng luôn, sạc new. Và có thêm một cái uplink nữa nha anh em. Đó, những con máy siêu chất pin trâu bò này em bán với giá là 3.550.000. Xiaomi Redmi Note 11 Pro nha, có bốc sim kèm theo máy, rất là ok anh em. Tiếp tục thì em sẽ lên cho anh em ba cây nắp gập của ba hãng khác nhau luôn. Đó, một cây thì Oppo Reno N2 Flip, con này thì hai sim, RAM 8GB, bộ nhớ 256, ngoại hình đẹp keng, full box, 8.700.000 nha anh em. Còn cây Motorola Z 2023 này, màu tím, RAM 8, bộ nhớ 128GB, ngoại hình cũng đẹp, line new xuất sắc luôn anh em. Con này thì em lên với giá là 7.550.000. À, 7.500.000 thôi anh em nói nhầm nha. Đó, đầy đủ tiếng Việt và CH Play. Đây là một con máy nắp gập của Motorola, nói chung là khá là hiếm hàng trên thị trường nha anh em. Motorola Z 2023. Mình có thể dùng được hai sim luôn anh em, một sim vật lý và một eSIM. Đó, nắp gập màu tím thời thượng của năm rồi nha anh em. Có trang bị thêm cái màn ngoài nữa nè. 7.500.000. Còn cây Z Flip 5 phiên bản Việt Nam, hai sim 512GB, bộ nhớ màu silver thì em lên với giá là 11 triệu chẳng luôn nha anh em. Đó, Samsung
nắp gập của Samsung. Con này là Z Flip 5 nha anh em. Bộ nhớ khủng long đây, 512GB. Đó, anh em có nhu cầu mà lưu trữ bộ nhớ nhiều thì chốt ngay con này nha. Dùng được 2 SIM. Pin của dòng Flip 5 này thì là 3700mAh. Con này còn bảo hành chính hãng luôn nha anh em. Và bên em bán sẽ bảo hành cho anh em 3 tháng và miễn phí ship. Tặng thêm sạc cắp SIM 25W cho anh em nha. Sạc cực kỳ là nhanh, loanh quanh 1 tiếng là đã đầy pin. Rồi con này thì em lên 11 triệu chẳng luôn em. Còn dòng nắp gập của Samsung thì em còn được đúng một cây Samsung Galaxy Z Fold 5 màu xanh, rất là đẹp luôn. Cái màu này thì nó giống gần như là con Z Fold 6 luôn nha em. Ngoại hình con này thì đẹp 98-99%. Nó hầu như là nó không có bị cấn mớp gì hết. Nhâm siêu nhẹ theo thời gian. Anh em nào dễ tính thì 99% ok luôn nha. Con này thì có bốc zin kèm theo máy. Bản Việt Nam thì đương nhiên anh em dùng được 2 SIM vật lý, rất là tiện lợi. RAM 12GB và bộ nhớ 1TB cho con này nha anh em. 1024GB. Bộ nhớ siêu khủng long luôn, anh em tha hồ mà lưu trữ. Đây, còn cái cộng cho tới ngày 30 tháng 11 năm 2024. Tần số quét màn hình quá là mượt luôn anh em, 120Hz nha. Camera thì cũng vừa đủ xài thôi. Tại vì dòng Fold này thiết kế để nghiêng về phần giải trí, xem phim, nghe nhạc và dùng cho những anh em mà văn phòng, gọi là doanh nhân anh em. Rồi, toàn bộ cái ngoại hình, cấu hình của con này em lên 23.900.000 cho một siêu phẩm bộ nhớ 1TB nha. Màu xanh rất là đẹp anh em ơi. Có bóc zin luôn nha. Rồi, thấp lời hơn một tí em sẽ lên cho anh em dòng S22 Ultra. Đó, em còn được có 3 màu thôi, màu đen, màu đỏ đô và màu trắng. Cặp màu đen và màu đỏ là phiên bản quốc tế Mỹ, 256 và 512GB. Ngoại hình cặp này thì đẹp xuất sắc, like new như là một cây máy mới luôn em. Không một tì vết nha. Đó, máy Mỹ thì nó sẽ có cái anten 5G nằm ở mé bên sườn như thế này. Rất là dễ để mình nhận biết nha anh em. Cái này là bụi thôi. Đó, ngoại hình đẹp xuất sắc luôn, 99%. Phiên bản quốc tế Mỹ thì con này là RAM 12/512 nha. Mình có thể dùng được 2 SIM, rất là tiện lợi, một vật lý và một eSIM. Rồi, mức giá em lên lần lượt. Bản 256 em bán 11.900.000, còn bản 512 thì em bán là 12.900.000 nha anh em. Đó, rất là khủng long. Còn bản Hàn Quốc màu trắng thì giá rẻ nhất luôn anh em, cũng là bản 256GB và đi kèm theo đó sẽ là RAM 12GB. Em bán chỉ có 10.600.000 thôi. Đó, lý do là nó chỉ xài được có đúng một SIM. Còn bản Mỹ thì mình dùng được 2 SIM cho nên nó mắc tiền hơn nha anh em. Đó, ngược lại thì bản Hàn nó sẽ có chức năng ghi âm cuộc gọi nha. Đây là những con máy mà em tuyển lựa rất là kỹ lưỡng, màn hình đương nhiên không có bị ám ố hay là lưu ảnh gì hết. Đó, những cái chức năng này em test rất là kỹ trước khi nhập về để phục vụ anh em. Rồi, bản Hàn màu trắng quá đẹp, 10.600.000 nha anh em. Chỉ có 10.600.000 thôi. Còn được 3 cây thôi. iPhone XS 64GB, 4 cây luôn anh em ơi. Đó, toàn bộ cái lô này em về chỉ đúng một màu đen thôi. Hổm ra thì anh em chọn lựa cũng khá là nhiều. Pin thì 84, 89, 88 và pin new 100%. Đó, ngoại hình của lô XS này thì tầm khoảng 97-98% thôi. Do là màu đen mà vỏ zin cho nên sườn nó có bị lâm dâm lấm tấm như thế này. Nó không cấn, không mớp nha anh em. Nhưng mà bù lại thì anh em xài được 2 SIM. Một SIM vật lý và một eSIM. Đó, iPhone XS 64GB phiên bản quốc tế chuẩn nha anh em. Một SIM vật lý và một eSIM. Máy hình như là nó mới hết pin hết rồi anh em ơi. Em chưa có sạc pin. Đây, em có quay cho anh em xem con này. Phiên bản LLA quốc tế Mỹ, một vật lý và một eSIM. Pin con này nó báo là linh kiện Apple chính hãng nha anh em. Đó, hãng thay chứ không phải là người dùng thay nha. Con này thì pin 100% luôn, quá là dữ dội luôn anh em ơi. 64GB nha. 2 SIM, 1 SIM vật lý và 1 eSIM. 4.400.000 cho iPhone XS. Đó, anh em muốn chọn pin zin hay pin thay thì có thể chụp lại màn hình và gửi vào Zalo giúp em nha. Rồi, tiếp tục thì em lên cho anh em một con tấm thớt. Đây là con iPad Pro 2016. Ngoại hình thì tầm khoảng 97%. Màn hình của nó siêu to khổng lồ, 12.9 inch nha anh em. Bản xài SIM và bộ nhớ cao 128GB. Con này thì 4 loa siêu to, cực kỳ là hay nha anh em. Anh em dùng con này để xem phim, xem bóng đá, hết bài luôn. Nói chung là một con máy giải trí thì quá là đỉnh cao nha anh em. Rồi, đi vào chi tiết của con
iPad Pro này như sau. Rồi, bản này là bản Wi-Fi nha anh em, chỉ xài được Wi-Fi thôi, 128GB. Đây màn hình anh em xem nè, cực kỳ là đẹp nha anh em. Nó không có bị sọc đốm gì hết, nó chỉ hơi hồng hồng nhẹ nhẹ thôi. Đó, đây là một cái lỗi chung của dòng này. iPad Pro 12 inch chính. Và cuối cùng mức giá em bán cho con này là 5.600.000 nha. Đó, giá chỉ 5.600.000 thôi. Em sẽ miễn phí ship đến tận nhà và tặng thêm sạc cáp 20W cho anh em nha. Rồi, em xin kết thúc clip tại đây. Cảm ơn anh em đã xem clip của em từ nãy giờ nha. Anh em xem được clip này thì nhấn lại một ít thời gian để cho em xin một like và một follow đăng ký kênh, cũng như là chia sẻ để sau này em báo giá cho anh em được, nó thông báo trên clip YouTube của anh em được nhanh chóng nha. Còn anh em chốt con máy nào thì chụp lại màn hình và gửi vào Zalo số này giúp em, 0902060151. Số này thì cũng là số nhân ngân hàng và số Zalo trùng hết với nhau nha anh em, cho nên em không có sợ lừa đảo. Thì bên em sẽ ship code toàn quốc cho anh em, nhận hàng kiểm tra rồi anh em mới trả tiền máy nha. Nhưng mà anh em phải cọc trước cho bên em là 300 cho đến 500 nghìn. Máy dưới 10 triệu thì cọc 300 được rồi, còn máy trên 10 triệu thì cọc 500. Số tiền này sẽ được trừ vào trực tiếp vào giá trị máy, cho nên anh em yên tâm. Và bên em sẽ miễn phí ship cho anh em nha. Anh em lưu ý không có tính tiền ship, tặng kèm phụ kiện miễn phí cũng như là bảo hành 3 tháng nha anh em. Rồi, lần nữa cảm ơn anh em đã xem clip của em nha. Hẹn gặp anh em vào những clip sau. Bye bye.